Như một con chó mà đấy à? Thôi mày, sao mày không lên nó thần Dominic nên mày lên cái ma vũ mày làm kiếu. Thái niên là nó thần cũng không chạy được. Gì? Nó thần để bắn ra đàm ấy. Tao dí là bắn đau đau còn đỡ hơn. Tao lên nó thần. Rồi. Tao lên này rồi. Bắn ra phần trăm máu. Rồi chết rồi, Ezio. Ờ rồi rồi rồi, lại nhấp được nhà rồi, thôi luôn, thằng Ezio cứ để tao, thằng Ezio cứ để tao. Thôi, thằng Ezio cứ để tao. Tao về nhà đã, sao tao về. Đâu, tên Khánh à. Ui, đi Việt Nam có kia máy lột gần chết. Ơ cười gì á, cười rất nhiều được.